Tanawaran trong vai Ben, Camila Ketiva trong vai Bayfern. Billy O'Ken trong vai Chayut, Bolawat Manubrasat trong vai Sa, Natrika Thamridanang trong vai Khẻm, Anatta Bunsiri Chung Sẻn trong vai Tôn, Arishata Thamborisut trong vai Bire, Khondra Quyết Sủn Kịch Bun trong vai Săng, Sủ Thon Bù Sám Sải trong vai Mớt, Susana Renon trong vai Sai, Phết Boranin trong vai Thê, Baranet Nói Ẩm trong vai Chawin. Cảnh sát nói cô tới để trình báo, rồi tự nhiên bỏ chạy khỏi đồn cảnh sát, có chuyện gì vậy? Anh đã làm chuyện gì rồi? Tôi chỉ nhờ cảnh sát đưa cô về nhà thôi, chỉ có như vậy. Đừng có mơ, tôi không bao giờ quay trở lại nơi địa ngục đó nữa đâu. Cô muốn làm vậy cũng được, nhưng tôi cảnh cáo cô trước, đừng cố lên kế hoạch gì nữa, vì cô có cố tới đâu cũng không thành công đâu. Cô cũng thấy là cảnh sát không thể giúp được gì cho cô rồi. Anh thả em gái tôi ra ngay đi. Anh bắt Sai đem nhốt ở đâu? Anh tính làm gì Sai hả? Không cần biết em của cô ở đâu. Tôi cảnh cáo cô một lần nữa, nếu cô gây thêm rắc rối cho tôi dù là điều nhỏ nhất, thì Sai và Ben sẽ phải chết thật thê thảm. Canh chừng nó cho cẩn thận đó. Dạ sếp. Thằng Mết, mày đi với tao. Có còn phòng trống không? Còn phòng. Cho tôi một phòng. Bao nhiêu tiền? 1.500. Tiền đây. Tầng 10 nha. Dạ. Oh!
Ông chủ. Hả? Tôi nhờ đàn em tin cậy gửi file trích xuất camera ở văn phòng bến tàu cho mình rồi. Tốt. Ông chủ muốn lấy bằng chứng này làm cái gì vậy? Lấy đi bảo vệ bản thân khỏi cha vút. Không thể để ông ta chèn ép hoài được. Nếu ông ta vẫn còn cố tình gây sự, tôi và ông ta phải có người chết. Anh đã từng nói với em là... Là anh phải sống sót. Và anh sẽ quay về đón Vân tới sống cùng. Anh... từng làm như vậy với em. Cho anh thêm chút thời gian đi. Anh phải nhớ lại hết mọi chuyện của mình. Thực ra thì... chỉ cần anh được ở bên cạnh em, anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Con đã nói tất cả rồi phải không? Tốt. Từ hôm nay cấm con liên lạc với cậu Ben nữa. Làm theo lời của ba dặn. Chuyện gì vậy Ben? Anh không ngủ được. Anh thấy nhớ em quá. Em có bị sao không? Sao sắc mặt lại như vậy chứ? Anh gọi có làm phiền em không? Không có gì đâu mà. Em chỉ là đang suy nghĩ lung tung một chút thôi. À, em à, anh có một chỗ muốn đưa em tới. Ngày mai chúng ta gặp nhau gần chùa Phật Ngọc nha. Anh sẽ tới sớm đón em. Ừ. Mai gặp nhau nha. Chúc ngủ ngon. Hả? Ngày mai cô đi gặp Ben sao? Sao cô không từ chối anh ta đi? Cô chưa chừa hay sao hả? Nếu ba cô mà biết cô liên hệ với Ben là hai chúng ta tiêu đời đó. Phên, đừng đi mà. Cắt đứt luôn đi. Nhưng tôi nghĩ Ben thực sự có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. San à, cậu giúp tôi đi gặp anh ấy một lần nữa thôi nha. Giúp thêm một lần này nữa thôi mà.
Nè, con đi đâu vậy? Chuyện là con có đoàn tham quan vào sáng sớm mai, con phải đi chuẩn bị để đón khách du lịch. Con hãy nói thật cho ba biết đi. Ông chủ, để con với Phơn đi cúng dường cùng nhau trước đã. Đi Phơn. Dạ ba. Vậy con đi trước nha ba. Tạm biệt ba. Đi. Mô Phật. Phân, cô hẹn Ben ở đâu để tôi đi cùng cô? Không cần đâu mà, cậu cứ đi làm việc đi. Suy nghĩ kỹ đi, nếu người của ông cha dúi theo tới thì phải làm sao hả? Hôm qua đã một lần... Tôi biết rõ là cậu đang rất lo cho tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng mà tôi sẽ thật cẩn thận. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu liền. Vậy tôi đi trước nha. Chú à, con có nói chuyện với lại ông Red về cửa hàng trong trung tâm rồi, và cũng đã phê duyệt cửa hàng kinh doanh mảng nào sẽ được bán ở trong trung tâm và cả cách thức trưng bày nữa. Đa phần các cửa hàng sẽ được kinh doanh sản phẩm nghệ thuật truyền thống của Thái Lan để bán cho du khách hoặc là hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài. Con làm việc nhanh thật đó. Có một chuyện con muốn nói với chú. Con nói Bre hẹn với lại luật sư Quý Rốt rồi. Ngày mai con sẽ nói chuyện với ông ấy. Con định sẽ ủng hộ một phần tài sản của ba cho quỹ từ thiện. Tôi tên là Chawin Prichawarut. Xin để lại di chúc này. Khi tôi không còn trên đời nữa, hãy phân chia tài sản của tôi theo đúng nguyện vọng tôi đưa ra. 1. Nhà Prichawarut cùng đất đai, cả ở Sokhovik lẫn Xà Thùn, để lại cho con trai khi thác Prichawarut. 2. Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Prichawarut, bao gồm 57% và cổ phần của các công ty còn, để lại cho con trai khi thác Prichawarut. 3. Nhà máy nước giải khát cùng với nhà máy nguyên liệu và các bất động sản ở Bangkok, để lại cho con trai thi thất Prichawarut. Kết quả bỏ phiếu sẽ được ghi vào biên bản. Tôi xin tổng kết buổi họp như sau.
Anh Thithat Vichawarut sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị mới. Chúc mừng con nghe Ben. Dạ, con cảm ơn chú. Chú cảm thấy thế nào? Con cứ làm đi, đó là quyền của con rồi mà. Con cảm ơn chú. Chú rất vui vì con nghĩ được như vậy. Chỉ riêng tài sản mà gia đình chúng ta có, cả đời mình cũng không thể nào tiêu hết được. Việc con có suy nghĩ muốn ủng hộ cho quỹ từ thiện là một việc rất tốt. Còn chú tới thời điểm này, chú vẫn không cần gì hết con à. Vậy con xin phép lên thăm cô Khiểm trước. Ben à, khoan đã. Con đừng vội lên đó. Chắc là cô Khiểm vẫn chưa dậy đâu. Chú có vấn đề gì sao? Sao giống như là không muốn cho con lên thăm cô Khiểm vậy? Chú thấy con còn nhiều việc cần giải quyết mà. Mau tới văn phòng đi. Bác Chăn vừa tới đúng lúc. Chú có việc thì đi trước đi. Nào, để con tự bưng cơm lên cho cô Khiểm. Quý Chiên đâu rồi? Cô Khiểm à, con xin phép vào trong nha. Cô Khiểm. Cô Khiểm à. Cô Khiểm. Cô Khiểm à. Cô Khiểm của con chắc đang tắm rồi. Vậy con để thức ăn ở đây cho cô nha. Em tới lâu rồi nha. Anh đi tới đâu rồi? Con xin phép đi trước đây. Anh xin lỗi vì đã tới trễ. Có giận anh không? Không, em không có giận đâu. Em chỉ có chút việc suy nghĩ thôi. Lần này chắc chắn là không có ai theo anh chứ? Không có, anh nhìn kỹ rồi. Chúng ta mau đi thôi, sợ không kịp đó. À, khoan đã. Anh tính dẫn em đi đâu vậy? Em cứ đi theo anh. Nhanh lên.
Bác sĩ kêu anh phải quay lại những chốn cũ, sẽ giúp cho anh hồi phục lại trí nhớ. Với lại chú Rút có những hành động đáng ngờ, nên anh càng muốn mình nhớ nhanh hơn. Vì vậy anh mới dẫn em tới đảo này, nhưng mà anh cũng không biết hiệu quả không. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại tới trên đảo quang này? Và hôm qua em chưa nói cho anh biết. Ông cha Duyết muốn giết anh, nên bà của em cho người bắt anh rồi đưa tới đây trốn, để ông cha Duyết không tìm ra anh. Giờ anh thử từ từ nhớ lại coi. Đó đưa tới đảo này rồi. Anh có nghe thấy em không Ben? Rồi em chạy tới giúp anh. Phải. Trời mưa rồi, nhìn có vẻ là bão đang ập tới đó. Đi mau à. Nhanh lên. Anh đã nhìn thấy hai đứa mình chạy vô trú mưa ở trong hang động. Gì? Chuyện của hai đứa mình. Anh thực sự là không nhớ được gì nữa hả? Anh nghĩ kỹ lại lần nữa đi. Giờ em thấy tệ lắm. Ba của em. Ba của em không hề liên quan tới chuyện này. Ông ấy là người tốt, thật thà. Em thực sự xin lỗi anh nha mấy. Em quả thật là không hề biết được những gì mà anh đã phải trải qua. Hai chúng ta vốn không có lựa chọn mà. Những chuyện không hay xảy ra đều là do người khác. Ba của em, chú của anh, chúng ta không nên rơi vào tình cảnh như vậy. Em đừng khóc nữa nha. Hai đứa mình ngồi ở chỗ này. Anh an ủi, rồi ôm em.
Ông chủ định đi tìm ông cha Yút thiệt hả? Phải. Chị Khoảnh không phải lo đâu. Tôi phải tới nói chuyện rõ ràng với ông cha Yút, để ông ta đừng tới làm khó chúng ta nữa. Ông chủ phải cẩn thận đó nha. Thề bảo vệ ông chủ đó. Nếu Phương mà quay về thì đừng để cho nó ra ngoài. Chỉ được ở trong nhà, chờ cho tới khi tôi trở về. Dạ ông chủ. Ben. Em có chuyện cần phải nói cho anh biết. Ngày hôm qua, sau khi chúng ta chia tay, chú cha Yút của anh đã tới bắt em. Nhưng may là ba em đã tới kịp để cứu. Rồi chú anh có làm gì em không? Bây giờ thì chưa làm gì đâu. Nhưng mà sau này thì không biết được ông ấy sẽ làm gì. Chú anh đã biết được gia đình em đang sống ở đâu. Ông ta đã dọa là sẽ không tha cho nhà của em. Ben à, em sợ là nếu như chúng ta cứ lén lút gặp nhau như vậy thì ba em và mọi người trong nhà em sẽ không được an toàn nữa. Không phải sợ đâu Phương. Anh xin hứa sẽ không để cho ai làm hại em và gia đình của em đâu. Anh trả lời em chuyện này nha Ben. Anh nghĩ là em và anh có thể ở bên nhau không? Khi mà chú cha Yút của anh đang tìm mọi cách để hại gia đình em. Phải được chứ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do người khác gây ra mà. Dù thế nào thì anh cũng không hết yêu em đâu. Không phải sợ đâu Phương. Mình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Nếu như chú Yút thực sự là người xấu, anh sẽ tìm bằng chứng xử lý chú ấy. Anh sẽ tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh tính sẽ làm như thế nào? Ông cha Yút có quyền lực lớn lắm đó Ben à. Chắc anh phải nhờ tới vài người giúp đỡ. Ben bay xuống tà răng hả? Dạ. Cậu Ben nói với tôi hôm nay sẽ không tới dự họp, nên tôi đã điều tra và phát hiện thông tin cậu Ben đặt vé máy bay đi tà răng rồi. Khủng khiếp thật. Sếp cha Yút có muốn đi luôn không? Tôi sẽ đặt vé máy bay cho sếp liền. Không cần đâu. Cô chỉ cần mau đi lấy tài liệu bên luật sư cho tôi thôi. Nhưng sếp mới báo cho tôi hôm qua mà. Hôm nay phải có. Tôi không còn thời gian nữa đâu. Ngày mai thằng Ben gọi luật sư tới nói chuyện rồi. Tôi muốn nó ký để lại hết tất cả mọi thứ cho tôi trong ngày hôm nay. Dạ được. Tôi sẽ mau chóng lo vụ này. Sếp cha Yút à. Sếp đừng quên chuyện chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Phần của tôi sẽ là 10 triệu. Được. Khi nào tất cả mọi chuyện đã xong, tôi sẽ chuyển khoản cho cô nghe. Tổng thể của tòa nhà khi xây dựng xong sẽ là như vậy. Tốt lắm.
Chuyện đề xuất này tôi thấy không có vấn đề. Chỉ cần cậu hoàn thành kịp hạn một ngày khai trương là được rồi. Nè anh ơi, không vào trong được đâu. Nè, đừng có vào trong mà anh ơi. Tôi xin lỗi ông cha chú, tôi đã cố gắng ngăn cản anh ta rồi, nhưng mà anh ta lại... Im. Không định giới thiệu tôi cho mọi người biết hay sao, ông cha chú? Mọi người ơi, tôi xin phép mời tất cả mọi người tiếp tục cuộc họp của chúng ta ở phòng họp nhỏ. Thành thật xin lỗi mọi người, mời đi lối này. Cũng được xin rồi, mời. Cũng được. Dạ xin mời mọi người. Mày tới tận đây tìm tao là muốn cái gì hả? Tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau thì hơn. Đây là tất cả bằng chứng chúng ta cùng nhau bán xăng dầu lậu. Nhanh tay lên. Nếu như đoạn phim và bằng chứng này rơi vào tay cảnh sát thì sao? Chắc chắn cũng là lúc tôi và ông vào tù. Mày đe dọa tao sao? Tôi không hề đe dọa. Nhưng mà nếu như ông vẫn không dừng làm khó gia đình tôi sẽ gửi hết bằng chứng cho cảnh sát. Loại người như mày mà cam chịu ngồi tù cùng với tao sao? Nếu như đó là cách duy nhất giúp con gái tôi an toàn, tôi sẽ chấp nhận. Cả vợ của ông nữa. Vậy cho nên đừng nghĩ cách làm hại tôi nữa. Nếu như bằng chứng này lộ ra ngoài thì ông sẽ bị điều tra. Hiện tại ông đang cố tạo niềm tin với cậu Ben không phải hay sao? Nếu nhìn thấy loạt bằng chứng này thì cậu ta sẽ không bao giờ tin tưởng ông nữa đâu. Thằng sát. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ đụng vào gia đình của tôi nữa. Tôi nghĩ bằng chứng mà ông chủ dùng đe dọa cho Dứt sẽ không làm cho hắn dừng làm hại chúng ta đâu ông chủ à. Chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Rồi bằng mọi giá hắn cũng sẽ tìm cách để mình được thoát tội. Hay để tôi đi xử lý hắn cho. Không cần. Tôi nghĩ là hắn không đụng chúng ta nữa đâu. Người như cha Dứt sẽ không để mất hình tượng trước mặt cháu của hắn ta đâu. Giờ hắn đang cố gắng thể hiện cho cháu hắn thấy là người tốt, để dễ dàng chiếm lấy tài sản. Tôi nghĩ hắn không dám manh động đâu. Ông muốn tôi dùng những bằng chứng này để đổ hết tội lỗi lên đầu ông Sạch thì cũng không khó đâu. Nhưng hắn có đoạn hình ghi từ camera, nhìn thấy rất rõ mặt của tôi. Anh sẽ phải làm sao đây? Nếu có bằng chứng ghi hình thấy rõ mặt như lời ông nói thật thì khác. Phía bên cảnh sát kiểu gì cũng phải có cuộc điều tra.
ra tay luôn đi. Gặp sau nha ông chủ. Gặp sau. Gặp sau nha ông chủ. Gặp sau. Gọi dùm xe cấp cứu đi. Rác. Ông chủ. Rác quá. Ông chủ à, chờ một chút. Con hay không? Con sẽ tìm bằng chứng để bắt chú ấy. Cho mình tránh ở đây một thời gian được không quý? Mình cầu xin cậu. Tình trạng của Khiểm nặng giống y như lời anh cha Vút đã kể luôn. Chạy hả? Buông ra. Không được. Buông ra. Chạy hả? Buông. Im lặng.